Chào thầy cô và các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2015 đang diễn ra vòng thi vòng thứ 14 toàn quốc. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 5 thi VinPix giải toán trên mạng vòng 14 năm học 2015 có trên trang http://thivinpix.com. Thầy của các em bắt đầu vào làm bài thi số 1. Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ. Chúng ta nhấn bắt đầu. Tính tổng của hai số tự nhiên liên tiếp A và B. Biết A nhỏ hơn 1945,68 B và nhỏ hơn B. Thì các bạn phải phát hiện ra A là bao nhiêu. A là số tự nhiên mà nhỏ hơn 1945, tức là 1944. Còn B là số tự nhiên phải là 1946. Ta lấy 1944 cộng với 1946 thì bằng là 3891. Vậy kết quả là 3891. Tính trung bình cộng của các số tự nhiên nhỏ hơn 1000. Nhỏ hơn 1000 là số tự nhiên nhỏ hơn 1000 là 999. Ta lấy số đầu là 0, 0 cộng 999 chia cho 2 thì bằng là 499,5. Một hình tròn có diện tích là 94,6985 m², tính chu vi hình tròn đó. Ta muốn tìm diện tích thì ta lấy bán kính nhân bán kính thì nhân 3,14. Mà đây ta phải tìm tính chu vi hình tròn đó. Ta lấy 94,8985 ta chia cho 3,14. Sau đó bằng 30,25. 30,25 ta thử tìm xem số nào nhân số nào bằng 30,25 để ta tìm bán kính. Bằng 5,5. 5,5 ta nhân với 2 nhân với 3,14 thì sẽ bằng 34,54. 34,54. Vâng, chúng ta tiếp tục. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số mà chia hết cho 9. Số tự nhiên nhỏ nhất mà có 5 chữ số chia hết cho 9. Các bạn chú ý rằng ở đây yêu cầu tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số. Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số phải số hàng chục nghìn phải là 1. Hàng chục nghìn là 1 thì hàng nghìn phải là 0. Mà để cho nhỏ nhất thì tổng của nó phải chia hết cho 9. Vậy 0, 0, 8. Vậy số đó là 10,008. Câu tiếp theo, cần bớt cả từ số và mẫu số của phân số 15 đi 3,37 đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới bằng 1/3. Vậy ta vẽ sơ đồ bài này ra thì ta sẽ làm thằng ngay để 1/3. Để làm được bài này thì các em phải vẽ sơ đồ. Vẽ sơ đồ 1/3 ra. Ta thấy quan hệ ở ban đầu là 15 và 37. 37 lớn hơn 15 là 22. Vậy ta thấy rằng là 22 mà chia cho 2 thì bằng 11. Ta lấy 15 chia 11 bằng 4 và ta bớt đi 4 đơn vị. Mỗi ở tử và ở mẫu đều bớt đi 4 đơn vị đi. Thì ra kết quả của bài này. Vậy đáp số là 4. Câu hỏi tiếp theo, hai khối lập phương có kích thước gấp nhau 8 lần, vậy diện xung quanh của chúng gấp nhau lên bao nhiêu lần? Các em nhớ rằng muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với 4. Mà ở đây mà cạnh thì gấp lên 8 lần thì có nghĩa là ta lấy cạnh A nhân 8 nhân với A nhân 8 thì nhân 4. Ta giản ước đi thì sẽ còn là 8 nhân 8 bằng 64. Vậy nên gấp lên 64 lần. Trung bình cộng của tuổi mẹ và tuổi con hiện nay là 24. Hãy tính tuổi mẹ hiện nay, biết rằng 4 năm nữa tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Ta biết rằng trung bình cộng của tuổi mẹ tuổi con bằng 24, vậy tổng tuổi mẹ và tuổi con là 48. Mà biết 4 năm nữa thì tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ, ta vẽ sơ đồ ra. Ta sẽ tính được. Các em ạ, ta biết tổng của 4 năm nữa hai mẹ con sẽ là 48 cộng 4 cộng 4 sẽ bằng 56. Mà tuổi con bằng 2 phần, tuổi mẹ bằng 5 phần. Tổng số phần của chúng của cả hai mẹ con sẽ bằng 5 cộng 2 bằng 7 phần. Ta lấy 56 chia cho 7 thì bằng 8.
Vậy 4 năm nữa tuổi con sẽ bằng 16 tuổi và 4 năm nữa tuổi mẹ sẽ bằng 40. Vậy hiện nay tuổi mẹ sẽ bằng 40 trừ 4 bằng 36 tuổi. Em có hiểu không? Trung bình cộng của hai số là 936. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé, ta được số lớn, tìm số lớn. Vậy khi ta viết thêm 1 vào bên trái của số bé thì số này sẽ tăng lên là 1.000 đơn vị. Vậy ta lấy 1.872, ta trừ đi 1.000 thì còn 872. 872 ta chia cho 2 để tìm số bé thì bằng là 1.000, là 436. 436 thì số lớn sẽ là 1.436. Cái này các bạn lấy cho thầy giáo là đây có 240 nhân 0,25 thì bằng là 204 nhân một số, nhân nhầm một số với 0,25. Ta lấy số đó ta chia cho 4. 240 chia cho 4 thì bằng là 60. Sau đó ta lấy 142 chia cho 2. 142 chia cho 2 vì nhân nhầm một số với 0,5 thì sẽ bằng bằng 71. 71 trừ đi 60 bằng 11. Vậy cái này bằng 11. Các bạn chú ý ở đây ta đưa 0,1 ra ngoài, ta sẽ còn 1.000 trừ 900 bằng 100. 190 gần 10. 10 nhân với 0,1 bằng 1. 1 mà nhân với 11 vẫn bằng 11. Số học sinh của một trường trong năm học này là 2.640 học sinh so với năm học trước. Cho năm trước đã tăng 10%, tính số học sinh đã tăng thêm trong năm học này so với năm học trước. Vậy ta thấy rằng là 2.640 học sinh sẽ bằng 100 cộng với 10 bằng 110. Vậy ta lấy 2.640 chia cho 110 nhân 100 sẽ ra số học sinh năm học trước. Vậy kết quả của chúng ta năm học trước sẽ là 2.400 học sinh. Câu tiếp theo, tổng hai số tự nhiên là 2007, tìm hai số đó, biết hiệu hai số đó bằng 5,7 số lớn. Biết hiệu của hai số thì bằng 5,7 số lớn, tìm số vé và tìm số lớn. Các em vẽ sơ đồ ra, các em thấy ngay 5/7 số lớn, hiệu hai số bằng 5/7 số lớn, có nghĩa là số bé kém số lớn 5 phần và số lớn bằng 7 phần. Đấy, thì bằng 7 phần. Khi tổng số phần cơ nãy bằng 7 cộng với 2 bằng 9, ta lấy 2007 chia 9 nhân với 2 sẽ bằng 446. Vậy số bé là 446. Và số lớn sẽ bằng 1.561. Một thử dụng bình thang có đáy lớn là 21, chiều dài hơn đáy bé là 8,2. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 7 mét thì diện tích tăng thêm là 56 mét vuông, tính diện tích thửa ruộng. Các em mà nhớ về kiến thức về thử dụng hình thang, cách tính diện tích hình thang, các em lại liên quan đến phần diện tích. Vậy bài này thiếu chiều cao mà ta biết cạnh đáy của tam giác ở đây là 7 mét thì chiều mà và diện tích là 56, bây giờ ta tìm chiều cao sẽ bằng gấp đôi diện tích chia cho cạnh đáy, 56 nhân 2 chia cho 7 bằng 16. Vậy chiều cao bằng 16, bây giờ ta sẽ làm như sau. Và ta tìm đáy bé, thì sẽ bằng là 21 ta trừ đi 8,2 thì bằng 12,8. Ta lấy 21 cộng với 12,8 cộng với 12,8 được bao nhiêu? Ta nhân với 8,2, ta nhân với 16, ta nhân 16 được bao nhiêu? Nhân 16 là chiều cao và chia cho 2 thì bằng 270,4. Vậy bằng 270,4 mét vuông. Ngăn sách, hai ngăn sách có chứa tất cả 360 quyển. Người ta chuyển 50 ngăn 50 quyển ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì thấy số sách ở ngăn dưới bằng 4/5 số sách ở ngăn trên. Hỏi lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Xin lỗi, bài toán về hiệu hiệu tỷ. Vậy số sách của kho của ngăn trên ngăn trên có 200 một 250 quyển và số sách ngăn dưới là 110. Đúng rồi. 1,1 cộng 1 cộng 2,2 cộng 3,3 cộng 20,9 cộng 22. Tính tổng của 100 số, một người gửi tiết kiệm 8 triệu đồng với lãi suất là 1,5
5% một tháng, hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi, biết rằng tiền lãi tháng trước được tính thành tiền vốn tháng sau. Vậy ta tìm lãi tháng trước, ta lấy 1 triệu, lấy 8 triệu chia cho 100 nhân 1,5 để tìm lãi, chia cho 100 nhân 1,5 thì sẽ lãi sẽ bằng 120.000 đồng. 120.000 đồng ta cộng 8 triệu sẽ bằng 8.120.000 đồng. 8.120.000 đồng, tức là sau tháng thứ nhất thì được 8.120.000 đồng. Tiếp tục ta lại lấy 8.120.000 đồng, ta chia cho 100 nhân với 1,5 thì bằng 121.800. Ta lấy 8.120.000 đồng, ta lấy cộng với 121.800 thì sẽ bằng là 8.241.800. Vậy sẽ bằng 8.241.800. Câu thứ hai, một bậc đơn 23,46 nhân với 84,5 trừ đi 11,73 nhân với 169. Vậy các bạn thấy rằng cái này này thì bằng là 2 nhân với 84,5. Còn cái này thì sẽ bằng là 11,73 nhân với 2. Vậy ở trong mục đơn này kết quả bằng 0. 0 nhân với 20.14 sẽ bằng là bằng 0. 0 cộng 2015 sẽ chính bằng 2015. Một hình lập phương có tổng các độ dài các cạnh nhằng bằng 36 decimet. Tính diện tích hợp phần của nó. Một hình lập phương có tổng độ dài các cạnh của nó bằng 36 decimet. Hình lập phương có tất cả là 12 cạnh. 12 cạnh ta lấy 36 chia 12 thì bằng 3. Vậy tính diện tích toàn phần 3 nhân với 3 bằng 9. 9 nhân với 6 bằng 54 decimet vuông. Câu hỏi số 4. Tìm một phân số thập phân, viết số đó cộng với 47,5, sau đó nhân với 2,5 rồi trừ đi 0,2 thì bằng 17,3. Bài toán tính ngược từ cuối, ta lấy 17,3 cộng với 0,2 được bao nhiêu, ta chia cho 2,5 được bao nhiêu, ta lại trừ cho 4,75 thì số đó sẽ bằng là 2,25. Câu tiếp theo, hiệu của hai số bằng 96, viết 50% số thứ nhất thì bằng 2 lần số thứ hai. Tìm số thứ hai. Ở đây ta biết rằng là hiệu của hai số bằng 96, viết 50%, tức là 1/2 số thứ nhất thì bằng 2 lần số thứ hai. Các bạn chú ý ở đây, 50% chính bằng 1/2. Vậy 1/2 của số thứ nhất thì bằng 2 lần số 2 thì điều này nhìn vào sơ đồ ta thấy số thứ hai sẽ bằng 1 phần thì số thứ nhất sẽ bằng 4 phần bằng nhau như thế. Hiệu của 96 ta lấy 4 trừ đi 1 bằng 3, 96 chia cho 3 thì sẽ bằng 32. Vậy ở đây kết quả bằng 32. Câu tiếp theo, một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2 lần chiều rộng. Có chiều dài bằng 2 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài 2m thì diện tích cả vườn tăng thêm 12m2. Tính diện tích mảnh vườn đó, các bạn vẽ hình ra thì bạn thấy ngay. Các bạn vẽ sơ đồ ra, sơ đồ hai đoạn thẳng thì các bạn thấy ngay được bài cách làm bài này. Và các bạn thấy rằng là nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài 2m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 12m. Vậy các bạn vẽ hình ra, các bạn lật xuống thì các bạn thấy rằng là ta thấy diện tích tăng thêm 2m. 2m thì ta lấy tăng thêm 12m, 12m chia cho 2 thì cái phần đó sẽ bằng là 12 chia 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8. Vậy ban đầu chiều dài bằng 8, chiều rộng vì gấp bằng 1/2 chiều dài nên chiều rộng bằng 4, và 8 nhân 4 bằng 32. Câu tiếp theo, tuổi trung bình của đội trưởng và cầu thủ trong đội bóng đó là 22 tuổi. Nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình 10 cầu thủ là 21 tuổi. Tính đội trưởng bao nhiêu tuổi? 21 nhân 10 thì bằng 210. 210. Còn nếu cộng cả cầu thủ vào thì bằng 22 tuổi. Là 11 nhân 22. 11 nhân 22 bằng bao nhiêu con?
Bằng 242, 242 trừ đi 10 bằng 32. Vậy ở đây cũng bằng 32 tuổi. Tiếp tục. Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên, có bao nhiêu số mà trong mỗi số chỉ có một chữ số. Có chữ số 1. Có bài này thỏa mãn đề bài là bao nhiêu? Câu số 8. Vậy các bạn thấy rằng là ở đây có tất cả 225 số. Câu số 9. ABC cộng AB'C cộng A'BC bằng 217,56. Các bạn ơi, các bạn thấy cái này cũng rất đơn giản, khi chuyển dịch dấu phẩy từ trái sang phải đi, cái này ABC mà chuyển thêm một số phẩy thì nó sẽ giảm đi 10 lần, cái này giảm đi 100 lần. Đúng rồi. Vậy ta lấy là 10 cộng với 100 này, cộng với 10, cộng với 1 bằng 111, bằng 111, 111. Vậy kết quả bằng 100, chị lấy 2.217,56 chia cho 111 thì bằng là 200, 196. Câu tiếp theo. Cho hai số có tổng bằng 202,5, nếu đem số thứ nhất nhân với 2,5, số thứ hai nhân 2 thì được hai tích có kết quả bằng nhau, tìm số thứ nhất nhân với 2,5. Cái này khó ở chỗ là nhân với 2,5. Đấy. Các bạn chú ý cho thầy, ở chỗ này 2, một số thứ nhất mà nhân với 2,5, số thứ hai nhân với 2 thì các bạn muốn làm việc trở về số tự nhiên thì bạn 2,5 này bạn nhân cả hai lần lên thì bằng 5. 2,5 nhân 2 sẽ bằng 5 và 2 nhân 2 bằng 4. Vậy ta lấy 5 nhân 4 bằng 20, 20 chia cho 5 thì được 4. Vậy số thứ nhất chiếm bằng 4 phần và số thứ hai chiếm bằng 5 phần. Và ta lấy tổng của chúng sẽ bằng 5 cộng 4 bằng 9, 222,5 chia cho 9 thì sẽ nhân với 4 sẽ có kết quả là 90. Vậy số thứ nhất bằng 90. Sau đó ta xem lại một lần rồi ta nhấn nộp. Bài 3, sắp xếp. Muốn làm được bài tập này thì chúng ta phải kẻ 20 ô vuông ra giấy nháp, ta tính từng kết quả một rồi ta sắp xếp sau. Các bạn ạ, sau khi tính toán thì ta thấy rằng là 0,1 là số bé nhất, vậy ta nhấn vào 0,1. Sau 0,1 ta thấy 0,8 chia 2 bằng 0,4, ta có 0,4. Sau 0,4 ta đến 2,3. Ba phần trăm của 210 bằng 3,6. Vâng, ta đến 3,7. Ba phần trăm của 210 ta làm như sau. Ta lấy 210 chia 100 nhân 3 thì bằng 6,3. Ta có 6,3. Sau 6,3 thì ta đến là 9, 900 nhân 0,1. Muốn nhân một số với 0,1, ta dịch dấu phẩy vào đây 19.
Ta đến 12,4. Ở đây có kết quả là 12,4. Đến 28,6 chia 2,2 bằng 13. Sau 13, ta có 1/6 của 90 bằng 15. Sau 15 thì ta có 25% của 66 bằng 16,5. Rồi đến 17,5. Sau 17,5 ta có 20. 150 chia cho 7,5 bằng 20. Rồi, ta đến 25,52 chia cho 1,1 bằng 23,2. Sau đó ta có 25. Sau 25 ta có 35, 70% của 50 bằng 35. 1/4 của 148,8 bằng 37,2. 36. 16,2 chia 0,45 bằng 36. 1/4 của 148,8 bằng 37,2. Rồi, phép tính này, 15,51 chia 0,33 bằng 47. 40% của 123 bằng 49,2. Và cuối cùng, đã hoàn thành bài thi.